Xin chào mọi người. Đây là cái quán lẩu Ủ Thảo ha. Nước lẩu theo kiểu Đài Loan. Thì lúc đầu bên mình cũng không có dự định ghé cái quán này. Do là định đi quán khác nhưng mà có một số trục trặc cho nên là mới ghé cái quán này. Sau đó thì khi vào ăn thì thấy cái nước lẩu khá là ngon. Tiện thể mình có chụp lại vài tấm hình nên mình review sơ sơ một chút cái quán này. Nếu mà bạn nào có thích cái khẩu vị lẩu Đài Loan này thì có thể ghé ăn ha. Thì quán lẩu này thì nó có cũng vài cái vị nước lẩu. Thì trong đó bên mình chọn là nước lẩu Trường Sinh và nước lẩu cay. Mà lai là cay á ha. Thì ở trong cái phần nước lẩu thì mọi người sẽ thấy là nó có nước rất là nhiều những cái vị thuốc bắc nha. Thì cái hai nước lẩu này nói chung họ nấu ăn rất là ngon, có táo tàu nè, có cái nói chung là rất là nhiều vị, mình cũng không biết chính xác là vị gì nhưng mà rất là nhiều vị. Thì cái cách họ bán lẩu ở đây là họ sẽ một cái vị lẩu như vậy á là họ tính theo đầu người. Nếu kêu một nước lẩu á, thì giá đầu người là 129.000 một người. Còn do bên mình kêu thêm á, là một cái loại nước lẩu nữa. Thì khi mà kêu thêm cái nước lẩu đó thì họ sẽ tính chung cho một bàn như vậy là chỉ có 149.000 một người một bàn thôi. Chứ không phải là tính người nữa. Cái nước lẩu đầu tiên là tính theo đầu người, còn nước lẩu thứ hai là tính theo bàn. Thì tất cả các món ăn kêu thêm giống như rau, bún, mì, hải sản hay thịt thì đều tính tiền theo cái món ăn đó. Thì họ sẽ có những cái giá là dĩa nhỏ, dĩa lớn hay combo gì đó. Thì thường cái giá nó là cũng phải khoảng 100.000 ha, khoảng 100.000 một dĩa trở lên. Ví dụ như dĩa rau mình kêu là 99.000. Ở đây có một cái điều đặc biệt mà mình quên chụp hình. Có nghĩa là khi mình kêu cái nước lẩu thì họ cái giá đó thì họ sẽ có kèm theo là mình có thể kêu thêm cái đậu hũ ngàn lớp và huyết. Thì cái phần nước lẩu sẽ được kêu thêm miễn phí và cái đậu hũ ngàn lớp và huyết cũng được kêu thêm miễn phí thoải mái nha. Mình quên chụp hình cái dĩa đó rồi. Và họ có cái món dao ua đá miễn phí nữa ha. Cũng khá là ngon, cái họ làm cái vị khá là ngon. Mình ăn cái chi nhánh Ủ Lão ở đường Nguyễn Tri Phương quận 10 ha. Thì nói chung thì mình thấy là cái giá hơi nhỉnh một chút xíu nhưng mà cái vị nước lẩu rất là ngon, còn đồ ăn kèm thì rất là tươi. Cho nên bạn nào mà thích ăn lẩu á, thì hãy ghé ở đây thưởng thức thử nha. Quán lẩu này thì họ cũng có một cái hệ thống có nhiều quán khác nữa. Cho nên ăn xong thì họ sẽ đề nghị mình đăng ký thành viên, tải app để tích điểm thì sau này có đi ăn thì sẽ được giảm giá. Hơi tiếc là do mình hơi mê ăn và mê nói chuyện cho nên là không có chụp được cái nhiều hình rõ ràng hơn. Hy vọng lần sau nếu có dịp ghé lại chỗ này thì mình sẽ review lại thêm một lần nữa cho nó đầy đủ cái thông tin hơn. Chào mọi người nha, hẹn gặp mọi người ở những video khác của mình. Cảm ơn mọi người đã xem.